Xin chào cả nhà. Hôm nay là ngày 17 tháng 11 năm 2020. Em xin giới thiệu đến cả nhà lô bông trăng Mỹ Hồng. Những cây này cao hơn một gang tay nha cả nhà. Còn phía trong này là mấy cây trang lá trái tim. Những cây này là lá trái tim mới vừa xong cành, một cây đã gan rễ. Còn phía kế bên này là trang trắng lá trung, tất cả đều là một cốt. Bông trăng trắng lá trung á là y chang như lá chanh giấy luôn nha cả nhà. Lá ảnh bầu bầu mà ảnh hơi gợn gợn. Hơi gợn gợn sống. Đây trăng lá trái tim, còn đây là trăng lá trái tim. Trăng trắng lá trung cho cả nhà xem. Trăng trắng lá trung. Còn phía trong đây là trang màu đỏ lá trung.